Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Vũ Xuân Lộc Official. Quý vị và các bạn thân mến, chương 2, hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định số 100/2019 NDCP của Chính phủ bao gồm 6 mục, 34 điều, từ điều 5 đến điều 38. Mục 1. Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, từ điều 5 đến điều 11. Mục 2. Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, từ điều 12 đến điều 15. Mục 3. Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ, từ điều 16 đến điều 20. Mục 4. Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, từ điều 21 đến điều 22. Mục 5. Vi phạm quy định về vận tải đường bộ, từ điều 23 đến điều 28. Mục 6. Các vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ, từ điều 29 đến điều 38. Trong video này mình chia sẻ về mục 1, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Điều 8, xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Mục 1, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Điều 8, xử phạt người điều khiển xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, bao gồm các khoản. Khoản 1, phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điểm A, không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định. Điểm B, dừng xe đột ngột, chuyển hướng không báo hiệu trước. Điểm C, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D của khoản 2, điểm C của khoản 3 điều này. Điểm D, vượt bên phải trong các trường hợp không được phép. Điểm D, dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy, ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường. Điểm E, chạy xe trong hầm đường bộ, không có đèn hoặc vật phát sáng báo hiệu. Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. Quay đầu xe trong hầm đường bộ. Điểm G, điều khiển xe đạp máy, đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. Xe thô sơ khác đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên. Điểm H, người điều khiển xe đạp máy, sử dụng ô, dù, điện thoại di động, chở người ngồi trên xe đạp máy, sử dụng ô, dù. Điểm I, điều khiển xe thô sơ, đi ban đêm không có báo hiệu bằng đèn hoặc vật phản quang. Điểm K, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố, trái quy định của pháp luật. Đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông. Đỗ xe trên đường xe điện, đỗ xe trên cầu gây cản trở giao thông. Điểm L, không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B của khoản 2, điểm B của khoản 3, điều 49 nghị định này. Điểm M, dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông. Điểm N, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. Điểm O, xe đạp máy, xe xích lô chở quá số người quy định, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu. Điểm P, xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, không bảo đảm an toàn, gây trở ngại giao thông, che khuất tầm nhìn của người điều khiển. Điểm Q, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Khoản 2, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điểm A, điều khiển xe đạp,
xe đạp máy buông cả hai tay, chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy, dùng chân điều khiển xe đạp máy. Điểm B, không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Điểm C, người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh, điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác. Điểm D, không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên. Điểm D, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Khoản 3, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điểm A, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường. Điểm B, đi xe bằng một bánh đối với xe đạp máy, đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô. Điểm C, đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển, cấm đi ngược chiều. Điểm D, người điều khiển xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, nhưng không cài quay đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. Điểm D, chở người ngồi trên xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, nhưng không cài quay đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Điểm E, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Khoản 4, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điểm A, điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Điểm B, gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Điểm C, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Điểm D, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Khoản 5, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm A, điểm B của khoản 3 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu phương tiện. Trong video tiếp theo, nói về Nghị định số 100 của Chính phủ, mình chia sẻ về Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Mục 1, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ Vũ Xuân Lộc Official. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ kênh bằng cách like và share để mọi người cùng được biết đến video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.